Trời lên nè con. Trời hên chưa, tao mới vừa về là trời mưa luôn đó không. Đi ngoài đường cầm ăn ổn mì dẹp dẹp ngoài đường với Mai chứ. Nó đăng bán bao giờ không? Dạ có. Trời ơi, tụi mày thấy mày không đăng là tao bơm rồi. Mày đăng rồi hả? Nãy mày kêu đăng rồi. Ôi, có môi nè. Em miếng hành giấy đi, tao ăn cái đó giúp tôi ăn, tao lừa chứ. Hai gì xấu vậy? Ờ, nó bị cho đớp nè, miếng hành giấy em. Hello. Cái áo này hả? 600k có 5 cái. Cái màu là màu vàng chùa. Màu vàng cháy. Tính ra giá lại 7.500 đi con. Rồi, mày đưa mấy mâm mẫu ra đây, 1, 2, 3, 4, 5, la 5 bên này phải không? Có nó không, tao lấy nữa, con coi thôi. Thôi được rồi, đừng lấy nữa đâu, không nổi. Rồi, từ từ em lên, đầy đủ. Muốn cái gì cũng có hết á. Đừng có lo. Nhiều vàng vậy lắm. Rồi, dẹo qua đi con gái. Dạ 7 ly 2, 2 giấy. Nhưng mà chị đi nước ngoài em gửi giấy đâu được đâu ta. Ở nước ngoài à. Dạ rồi nhóc nè, gần cái chục mâm gì nè, mấy chị lên nhanh nha. Xe cũng hơi nhiều, nhẫn, bông lắc gì đó. Quá trời. Rồi, xem hết 5 năm này rồi, mưa ngủ luôn nha. Nè, quá trời sao đẹp đẹp không nè. Bán nhẫn đơn luôn nè. Ôi, từ em lên. Rồi, 5 năm này ha. Rồi, bút lông lên đi con ơi. Xem cho một cái này hoành tráng lệ liền dùm em nè. Những trái tim một sòn. Luxury luôn em. Đẹp chưa mấy chị gái. Học cao cấp nha. Rồi chốt cho 1.050.000 giá chưa bao giờ có luôn. Chốt đơn nhà em là 4.950. 4.950.000 105 hộp cao cấp 9 ly luxury. Nè mấy chị gái. 4.950. 495. Ai được đọc tên là có đơn nha. Rồi bạn Kim Tho nè. 495. Rồi bây dính hết. Rồi dòng tay bi cao cấp luôn, có toàn tan tăng đưa đi, đi tay 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Rồi xem trong 1.200.000. Đồ bi đó. Rồi chốt giúp em 27.700.000 giùm em. Trời mấy chị sáng trưng này lên cái tay nè. Sáng giới nguyên cái tay 495 chốt cho Kim Tho. Nè nó đẹp nè. Mấy chế ơi nó sang lắm. Ngồi ô có 27.700.000 mà. Sale trong 1.200.000 nha. Đồ bi đặc biệt 1, 2. Trời ơi xuất sắc dễ sợ chưa. Nhẫn nam có liền gái. 27.700.000. Dạ phí gửi công ty người ta lấy chứ bất nữa không có được. Thiệt bất nữa không có được. Đây có chiếc nhẫn nam này ai hỏi em nè. Đẹp trai giả mang luôn, đơn giản mà đẹp. 1.200.000 một nam, những nam. Nam bây giờ 1.45, 1.5 mà mấy chị. Rồi chốt em 7.700.000. Băng tâm. Em hết. Tâm Như chứ xin lỗi. 13.440.000. Mi tai này mấy chị xinh đẹp. Trời ơi mấy chị những nam. Mấy chị hay đeo đơn giản như vậy, mấy anh đeo ra lâu cũ. Lòng trong có giác lòng luôn, sale trong 1.200.000. 1.344. 1.344. Rồi đây ai hỏi nhẫn em nè. Em có một đôi bông hoa màu xanh bự nè. Một đôi duy nhất sale trong 1.300.000. Trời bữa nay vàng 5.720 rồi. Màu xanh nha, màu xanh của vua chúa. Rồi cháu giùm em 5850 sale cho 1.300.000. 585. 585 sale cho 1.300.000. Đó có một đôi duy nhất mấy chị ơi, vanlip. Vanlip mà sale 1.300.000 vàng hồng.
bông bự đeo tay nha, hợp nha, cái áo màu vàng nó bông màu xanh hợp lắm nha, rất ư là hợp cái màu luôn đó, nó dịu. Có đen không hả? Đây có hai đâu màu xanh, đây chị mua có đen không? Màu xanh đẹp nha mấy chị, mặc áo màu trắng màu đen rồi đó, áo màu vàng đưa vô nó hơi bị khè à. 5850 nè, đẹp luôn, em này sale cho anh chị mua, cho mượn cái mâm số lượng này đi con. Đúng rồi, bán mâm số lượng đi, mâm đó với mâm dưới luôn đó. À, số lượng có số lượng này em nè, em về được ba cái lắp xếp màu hồng nè mấy chị, hàng mới về vàng hồng luôn, đẹp cái ghê chưa. Rồi em chốt cho mấy chị luôn nè, giá yêu thương đông đầy ở dưới đi con. Ờ đưa cái đông được, cái đông được. Một ba chín chín chốt em 17.200, 17.300 đeo được hai bề nha mấy chị, đeo được bề trơn bề ngọt đẹp lắm. Cái này nam đeo được, nữ đeo được luôn, mai này đang là miếng tay nữ á mấy chị, chốt xong cắt ngắn được luôn. À, bông bạc hả? Đẹp chưa mấy chị? 17.300.000 chị Bích Trâm Nguyễn Thị vô trong giùm em đi chị, đừng nhắn lên đây nhiều quá chị ơi. Em xin nói em hỏi vú nha, chị đừng nhắn thông tin lên cho đây nhiều chị, nhức giả dữ lắm. 17.300.000 giùm em sale. Trời ơi, mô đen cực kỳ luôn á chị, lắc xích VIP luôn mà em. Và đừng có nhắn lên cho đây nhiều chứ ơi, giả mạo dữ lắm. Đây, cái nhẫn này em sale cho 1.100.000 một gam. Trời ơi mấy chị, 1.500.000 chưa mua được con kiểu này luôn. Rồi em sale cho 8.800.000, 8.800.000 giùm em sale cho 1.100.000. Nhẫn nữ hoàng 8.800.000, dây mảnh mảnh rồi phải không? Sale cho 1.100.000. Còn cái này tao thuê ế đi ngủ à, ngủ nha. Rồi hạnh chốt chai đây, hạnh skip 88 nè, số tài khoản 2427 nha. Rồi chốt đơn đắt đắt rồi cho em bán đó mấy chị. Rồi nhẫn hộp cao cấp 11-12 ly sale cho 1.000.000 luôn, 8750, 8750. Và kim hoa xả. Rồi chốt 40 năm tình yêu Diệu Nguyễn, em cái tim kim hoa đi con ơi. Rồi chốt em 875 xem 1.000.000. Rồi chốt tình yêu nào đây? Rồi Tina mất nha, bán giá lễ, mưa dữ rồi, lễ mà mưa dữ rồi. Rồi 8750 1.000.000. Rồi bông halo có hai đôi đẹp luôn em nè, bán tặng cho 1.150.000 halo Lệ Quyên hộp 7 ly 8 ly. Rồi chốt giúp em 4.250.000 4250 425. Trời mua đen cực kỳ luôn đó mấy chị gái ơi, có 1.150.000 một gam, có số lượng hai đôi 425. Dạ anh chào Thanh Nguyễn, chào chế. Rồi em có dây pháo bông, bông lâu lâu mới có bông Lệ Quyên nha, hồng lon 425. Rồi dây này dùm em, cắt được nói được nha mấy chị, 4 tắc 2 nè, 1450 chưa mua được đó, em sale cho 1.200.000 gam dây này. 4250 là mà mua bà Liên thì bạn lên hình mua đi bạn ơi, bạn yêu ơi, mới đăng hôm qua đó bạn yêu. 217 sale cho giá 1.200.000 gam, 26.100.000, 26.100.000 mấy chị, 33.000 đó, 33 sale còn 26.100.000. Bạn Linh có qua có đăng hình đó, bạn cứ ấy đi nó lên cho. Giờ bữa nay ca này đang là ý rồi. 26.100. Sale giá 1.200.000, 1.450.000 mới chốt được nha các bạn. Nè, muốn đeo mặt cũng được và không mặc cũng được luôn, em phong chung nha, mấy phong nhỏ đâu. Chốt xong làm năm tắt được đó chị Ngọc Trâm ơi. Chốt xong làm năm tắt được, năm tắt được. Mặt hồng hả chị? Ờ, xíu lên Ngọc Trâm lấy đi em lên 5 tắc. Halo còn đòi 425 lấy chế 425 đi con. Nghe đường đòi cho cô. Lên đòi 2600 chốt đi trình yêu chung hà. Ừ.
Rồi Trung Hà dùm em 26.100. Rồi bé hết. Rồi lắc tay em chốt cho 1.150.000. Trời ơi mấy chị giá quá trời rẻ. 115 đi bán rẻ khổ lời hơn đó. 12.430. 12.430 115 em hết rồi 120. À có hai sợi nè con. Có gì vô năm tắt cho cô Kiên cái nữa ha. Bữa nay mấy chị mua bây giờ từ 1.550.000 trở lên hết rồi mấy chị. Rồi em chốt tình yêu Ngọc Trâm cái gì nói năm tắt cho cô có đó nói có được nha. 26.100. 12.430. 1.150.000 mới được mấy chị ơi, giá bán rẻ nhất rồi, lễ cho mấy chị rồi. Lê rồi, lê rồi. Vàng hồng không chỉnh đi được nha mấy chị. Xả lỗ 1.100.000 đi 12. Đi 12 13 chỉnh đi không được. Dạ có Hẩm Nguyễn ơi, chị ghé mấy ngày lễ đi chị yêu. 9.977.000. 9.977. Ni số 12 13. Lắc tay cho chị Bảo Nhi Lê bán rẻ lắm rồi mấy chị ơi. Mấy ngày lễ nó hạ là hạ mấy chị. Ni số 12 13 giùm em. Vậy con dê hả chị không? Em đang lên đầu thường mà chị. 9.977. Xem 1.100.000. Ni 12 13 giùm em. Đây em có một cái lắc tay danh clip. Trời ơi. Vậy bán về tặng một ba năm. Cảm ơn chế. 20 tháng 10 vui vẻ ha chế. 7.500.000. Rồi màu đen nha mấy chị. Chốt cho 1.350.000. À, nay là vàng tươi luôn. 7.500.000 mấy chị ơi. Bình thường là 8.500.000 đó. Bây giờ còn xe còn 7.500.000. À, nhẫn nó màu vàng hồng đi 12, 13 đeo đẹp rồi. Trời ơi, Thảo ơi, Thảo Trang ơi, bán mềm xèo rồi. Nè mấy chị, bà nào đi 12 là đã luôn. À, 9.977. Đây em có cái lắc tay trái tim nè. Mới nha. Mà tại còn chiếc xả vui chơi cho mấy chị luôn 1.350.000. À, rồi Tố Nguyên 7.500.000. 7.500.000. 7.500.000. Ê mưa quá à, lên like luôn rồi. 4.500 qua được không? Ờ, có gì đợi chị 4.500 lên like luôn rồi. Nãy mưa quá chạy về nhà like luôn rồi. Rồi rồi rồi. Rồi à, 9.977 xem cho 1.100.000. Rồi chốt đơn giùm em 555 bang số 5. Dạ. Đây chị, cảm ơn chị. Dạ trắng mình luôn hả chị Phương? Rồi 9.977 chốt cho Niệm Nhung Trần. Rồi ok, nếu 12 13 giùm em nha. Đây 9.977. Rồi tình yêu Hưng Vân bang số 5. Ba số năm cái lắc tay đâu rồi? Má cầm nó lắc tự dục đâu vậy? Dạ. Lắc cho Châu đưa mày không? Chốt cái này luôn cho 1.350.000 cho mấy chị luôn đi. Xi trắng được nha mấy chị. 16.8. Ba số năm mới cầm cái lắc đâu rồi? Người tâm linh à. Nè con. Ba số năm. À chị xả nhẫn. Vậy là cái lắc tay chị ơi. Xã 9.977. Rồi 16.8 nha mấy em. Ờ à. Ừ, trong bịch kìa bấy thôi. Cái Vinh nói tâm linh đó. Cái như hả mà đang like cái bà kêu nó Vinh ai đứng ở cánh cửa kìa tôi muốn xỉu thôi. Tôi không còn một miếng máu nào luôn. Bà đi nhát ma tôi. Rồi 16.800. 16.8. Rồi em có một cái mặt hiệu luôn mấy em đi đó. Em chốt cho 1.150.000 một gam. Chữ gan như vậy mà đẹp. Tại cái viết ảnh nó hơi khó ghi. À, đây này tình này xinh đẹp. Em có tiêm tới bầu gốc đó mấy chị. Hút từ mỡ ra đó. 1.350.000.
Rồi chốt đơn em 11 triệu 690. 11 690. Trời ơi, có 1 triệu 150 ngàn. Mặt này bình thường mới chỉ mua 13 năm đó mấy chị. Giờ xem 2 triệu mấy đó, còn có 11 690 thôi. 11 690. Rồi chiếc nhẫn này chị ơi, sale cho 1 triệu 1 một gam nè. Nhưng mà đi số 10, số 11 dùm em nha. Full day luôn em, Amazon. Rồi nhìn cái nhẫn không? Đẹp xỉu chưa? Kén mi nha. Đi số 10, số 11 dùm em, 4 triệu 880. 4880. Lắc tay 16.8. 488. À mới này hơi cục, nói dài được cưng, gửi về cho nói dài cho. Nói dài được cưng. 4880 cho bé heo. Rồi ok tình yêu bé heo mà em. Xã chị Minh Tâm. Dây 26 triệu 100 ở cách xã kìa, chị nào lên đơn là em nè. Xã 261. Đó, ok. Rồi có con mặt vuông này không? Chá chá chà chà. Y chang nhục sòn, chủ ở trên hộp 10 ly hộp New Zealand hộp lại. Cho con cộng dây nha, con xem 1 triệu nha, 775. 7 triệu 750 ngàn. 7750. Lắc tay 16.8 chế ơi. Dây chuyền này chiều dài 6 tấc nè. Xeo giá 1 triệu 2. À, mua xong chắc chắn được nha. Rồi cho tình yêu Nguyễn 775. 26 triệu 100. Xeo giá 1 triệu 2, 4 tấc 2. Dây này cắt được nói được nha mấy chị. 33 triệu 500 đang đó, bây giờ xeo khoảng 26 triệu 100. Phó bông nha. Phó bông. Trời ơi, sáng chân mấy chị ơi, chỗ khác cũng chưa có luôn. Tới thời, tới khúc này mà chỗ khác vẫn chưa có cái này luôn đó mấy chị. 26.1. Rồi lắc tay em xả đơn có 2 cộng 1, 350 luôn. Đây cái này mấy chị mua banh đâu ra là giá rất cực kỳ cao. À. Ê, đang mua, có sao không chứ? Chợt, chợt hả con? Trời ơi. À. Chứ ơi, em chốt bà giá có 1 triệu 2 gram mà mua đi có 100 ngàn, mua luôn đi gái. Thương em nha, tại giờ em bớt cái nó lên tiền không đúng, nó cân lên nó tính tiền chứ 1 triệu 2 gram mà. Đất Nguyễn lấy đi, Đất Nguyễn ơi. Giờ này mấy chị đi ngủ trưa nè, mình mới mua được đó. Rồi mấy chị chốt đơn cho 7 triệu 925 ngàn. 7925 em sell 1350. 7925 sell cho 135. Ồ, mấy chị lắc Gucci có 2 chiếc. 7950 sell cho 1350. Nhẫn này em xả lỗ luôn nha, em bán 1 triệu 1. Nữ hoàng nè, dây em đang đeo là 6 tấc chị ơi, mua xong được quyền nói cắt được luôn. Ni số 10, 11 đeo vừa, sell cho 1 triệu 1. Ni số 11 nha, 10, 11, 12 đeo được full day luôn mà em. 145 mới chốt được đó, chỗ khác bán. Rồi em sell cho 14 triệu 500. 14 triệu 500 ngàn, em đang đây là xích, mấy chị muốn mua si trắng tốn 200 cành. Còn không thì để hỏng gì luôn. 16 triệu 800 nhìn em bắt xích đang đeo. Ni số 10, 11, 12. Lắc hồng còn 16.8 gái ơi. 14 năm xe cho 1 triệu 1. 10, 11, 12. 5 chiếc còn chiếc cho nên em bán xả luôn 14 năm. Ai hỏi em bông em bé nè, xe cho 1 triệu 2 nè. Dạ. À, nộp thuế cho em 1 triệu rưỡi 60. 1 triệu rưỡi 60. 14 năm cháu tình yêu Nguyễn Thủy, cái nó đẹp lắm. Nguyễn Thủy đặt cọc giùm em 2 triệu đi, phần còn lại em thu hộ cho Nguyễn Thủy nha. 1 triệu rưỡi 60 thảo hồ nè. Rồi bây dính hết 1560. Rồi dây đang đeo sale cho mấy chị luôn nè. Sáng chân mấy chị ơi, chốt 1150. Mua xong cắt ngắn được nha mấy chị, nó đang 6 tắc, muốn cắt 4 tắc, 3 tắc, muốn cắt gì cắt. Rồi, em chốt cho mấy chị 30 triệu 500, xem 1 triệu 150. Mấy chị cắt ngắn 4 tắc 2, nó tầm 20 thôi, phơm này phơm 4 mấy triệu á. 115. À, nè, đẹp chưa? Chị nghĩ like mấy bữa em dư tiền quá trời. Đó bởi vì nè đó. Chứ 1 triệu 1 bán không được, 30 triệu 500 mài dài lắm.
dài 6 tấc mấy chị chốt xong. Cái này mấy chị mua giá 1 triệu 4, 50 triệu rưỡi rồi. Không có giá này đâu. Đây, Lucky 9D ổ khóa, đồ hiệu luôn em. Đồ bi hôm nay mấy chị mua không dưới giá 1650 đâu, em chốt cho 1399. Sáng chân đeo không bao giờ cũ và rất là bền. Sắn nó rẻ lắm rồi chị Thảo Trang ơi, em bao cho, bữa nay chị biết dạng nhiều, 5720 rồi. Chốt đơn em tứ quy 7. Nó có tầm tan tăng đưa ở đây cho nên là resize. Đường móc của nó đường móc caro. Dây đó chịu dài 6 tấc mình mua xong mình được quyền cắt ngắn hết cả nhà. Hoặc muốn dài hơn thì mình nói hơi nhiều hơn. 7.777.000 nha. Cẩm Thí Linh Thu. 6 tấc sáng em lấy sáng tròn cũng được đó nhỏ. Rồi chốt tình yêu dung đỏ 30.500.000 đi, mua xong cắt ngắn lại hết rồi. Cho bao giá cho mấy chị dây đó ngoài sáng lắm. Giống như cái này ở ngoài cũng không ai bán mấy chị giá này hết, nói thiệt luôn. Rồi bây giờ thà bây em chịu cắt mấy chị. Rồi ban số 7 chốt cho Bảo Nhi Lê. Và Yến Nhi Nguyễn. Cẩm Thí Linh Thu. Rồi bây giờ có người dự bị nha. Rồi. Rồi ok, bây giờ chốt đơn hết. Bông tai eo là duyên hàng hiệu hộp ghép luôn. Em sell cho 1350 luôn nha mấy chị ơi. Đụng hàng em đền luôn đó mấy chị. Cái này là em đặt riêng cho em 3.480.000. Nè mấy chị nhìn cái đít bông nè. Chỉ có đít bông sòn mới được cái này thôi à. Nè chị gái chương trình đồ ý á, nó sẽ không, nó phải thấy chấu nhưng mà cái này là không thấy chấu luôn. Đơn giản đẹp chưa. Rồi 3480 348135. Dòng bi sáng chân. Sáng chân nè. Bi em sell cho 1.150.000. Ni tai 4850, 52, 53, 54. Đồ bi mà bán 115 đó mấy chị nghĩ đi, ở đâu bán mấy chị giá đó được. 348. Rồi em chốt tình yêu dịu dịu. Kim Châu Sa Lê. Rồi 3480. Rồi Ruby Dương với Vinh hết nha. Ok, đồ mới giá rẻ. Rồi dây hiệu em xả luôn, dây chữ H màu đỏ. Em mua vốn 1.450.000 và em bán vốn 1.450.000 được không? 1450. Em có 5 dây. Nè, đơn giản đẹp giùm em ha, màu đỏ nè. Trời, màu đỏ lên màu vàng nó dịu dễ sợ. Rồi bây giờ chốt đơn 14.500.000 giùm em dòng bi 145. Bạn mấy bà chị khách bao mua về làm gì bao không có đeo mấy chị ơi. 14.500.000 giùm em bi ba len. Nhẫn nam á, nhẫn nam nãy có chiếc này nè cưng. 13 triệu mấy ở đây chị chụp cho cưng coi mà nó không có hộp Amaro nhiều. Rồi tình yêu tiền Nguyễn 145. Diễm Hương không kịp rồi. 14.500.000. Con để Diễm Hương kế bên đi con biết sao. Tao sợ cái ni chị kia bá không vừa, có ai vừa bán người đó nha. Rồi dây chữ H em chốt cho 1450. Chốt đơn giùm em 5.6 triệu. Năm triệu sáu dây chữ H luôn em. À, màu đen lắm mấy chị, tại mặc áo này nó khè quá nè. Nè để trong nó gì nè mấy chị. 5.600.000 giùm em cho chữ H. Màu đỏ, nhẹ đẹp luôn em 5.6 triệu. Năm bé. Không có ai bán đồ men nha mấy chị giá này đâu nha. Con này 5.6 triệu này gói rồi nè con. Kim Châu Sa Lê nè, Bảo Nhi Lê nè. Chốt giá vốn mới chế 145 luôn nè. À, 5 cộng mà em muốn nhiều cũng không có đâu mấy chị. 5.6 triệu. Nàng cỏ la giùm em nè. À, rồi em còn 2 sợi, không đẹp trả lời. Nè con. Có anh chùm ở đó, anh cầm cậy, anh chụp đại, anh chùm cho con mấy cô luôn đi. Rồi còn 2 sợi nữa giùm em nha. Còn 2 sợi nữa là hết rồi đó. Dạ như khè như miên lai.
bớt 55 thôi, thương em đi. Tính luôn. Cộng luôn đi con. Ừ, có bán lỗ rồi đó. 13.440.000 nè. Ờ, dây 4,5 được luôn chị. Rồi ok. Đài giờ bà Hương tôi ở chặn cũng đẹp nữa. Rồi chúc đơn em 4,5 được chứ. Dạ. Rồi có 3 sợi dây này luôn. Đẹp em 4. Dạ 4 tấc, 4 tấc 2, 4 tấc rưỡi, 5 tấc đeo được. Lắc sủng hả chế. Nè. Đẹp không? Còn cộng 1 duy nhất 5,6 triệu. Năn nỉ lên lắc mảnh hồng chút đơn hả? Ờ để em lên cho. Đây đây. 1,450 luôn, có 3 bé nè. Lên tay mua đem cực kỳ luôn. Giá này em bán rẻ hơn giá sỉ nữa nha. Sỉ là còn mua được giá này 5,660,000. Dạ dây em đang đây là màu trắng. Lắc xích em đang đeo chút 1,350. Lắc ống tia bi bèo bên đây. Năm sáu năm mươi giùm em này. Em có 3 sợi thôi mấy chị. Ai bán mấy chị này 1 tấm nó dưới 1,850, 1,750 hết. Có một tiệm em mà bán đồ nó chị đồ số lượng bao nhiêu đồ lướt gầu vậy đó. Hàng mới nha. 566 5,660. Rồi mặt mẹ Quang Âm em sale cho 1,1 triệu. Mẹ Quang Âm sale cho 1,100,000 một gam mẹ nha. Thỉnh mẹ đi mấy chị. 12,360,000. 12,360,000. Dạ lắc sủng không có Tony ơi. Em có lắc sủng. Vòng bán dưới mâm là vòng nào ạ gái? 12,360,000. Xeo mẹ 1,1 triệu nha. Dòng dưới mâm là dòng nào bé ơi? Ờ lắc này em có số lượng là 3. Lắc bi nè mấy chị, em có số lượng 3 bi kim cương mới về. Em chốt giá cũ cho mấy chị 1,450 luôn. Mẹ thỉnh 1,1 triệu mới được chị ơi, em bao giá cho chị ơi. Chị à. 11,469,000. 11,469. Dòng cạc tía đây không có. Lấy cái này được không? Sale cho 1,3 triệu nè. Nó có màu trắng với bạn luôn. Giá đang màu hồng nè, đi 50 nè. Sale cho bạn 1,3 triệu, đeo chung với dòng đinh luôn, đẹp luôn. Đem cái hộp cái trơn đẹp. 11,469,000 nè gái, có 3 chiếc. 11,469. Ê, như lên giờ này cái hay ế lắm, thà đi mình đi ngủ đi. Nhìn mẹ ngủ chưa cho mẹ khỏe, tối mẹ like. Ừ, đi ngủ nha. À, nhỏ này không cho tôi ngủ, như vậy nó học mưa lý gì ba. À cái tối lai đi mấy chị, giờ như giờ này nó hơi bị ngay 6 giờ sẽ giấc hay gì á. Đang mua kìa, tới mấy chị đang mua mà mẹ không chịu quay. 11,469. Ờ mua đi mấy chị thôi, đi xuống à. Nè đó, em vậy đó. Rồi. Phùng nè. 11,469 nè, Đỗ Nhung nè. À rồi, chốt đơn mà em nè. Có 3 chiếc à. Bốn mấy chị biết tối em like cái em chốt rồi à, mấy chị biết à, em về sao người em sao rồi. 11,469 mấy chị hiểu được con người em như thế nào hết à. Rồi chúc đời em. 13,510 sale cho 1,3 triệu. 17 triệu ni tay 50 nha. 17 triệu ni tay 50 mua xong xi trắng được rồi. Cái lắc đó tôi hết trơn rồi, đợi dòng ngắn nãy giờ à, có dòng ngắn hồng hay trắng nè, lấy dòng ngắn hồng trắng hay chị bán cái đi ơi. Cho mượn mâm này nè con. Nè mượn mượn mâm này cái đi nha. Có mâm mới về nè nha. 17 triệu sale cho 1,3 triệu. Này gái. Nè đây 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 đây. 17 triệu mới nha. 1,5 triệu xả luôn cho 1,3 triệu. 17. Alo đi sắm tim hả? Lắc bi chỉnh đi 48 được bạn ơi. Chị biết tôi bơm. Ê hello, ê đi nhẫn à, đi nhẫn này cộng đây nè nhỏ. Rồi sale đồng giá 1,2 triệu bữa nay nè, còn 10 chiếc. Còn 10 chiếc này thôi, sale đồng giá 1,2 triệu nha. Rồi nhẫn 5 phi cực kỳ đẹp luôn, mấy em còn
ba cái màu vàng hồng, ba cái màu vàng với một cái màu trắng. Rồi xả luôn cho 1,2 triệu. Đẹp luôn em nha, còn 7 chiếc cuối cùng đó. Rồi chốt đơn luôn em, này là 775. Đi 54 hoa có luôn người yêu ơi. 7750 sale cho 1,2 triệu. Dòng bia nãy tao mua rồi. 775. Lắc bên đây là 566, lắc bên đây là 168. Rồi 7750. Rồi chốt đơn em 775. Rồi cái này em còn 3. 3 cỏ đá khác nhau luôn nha. Cái nhỏ, cái trung, cái lớn. Nè, đá nhỏ nè, đá trung nè, đá lớn nè, 3 cỡ. Rồi em lên chiếc lớn mà em lên đúng ni luôn. Ni số 10, số 11 đeo dừa không chỉnh ni được. Ni số 10, số 11 đeo dừa không chỉnh ni được. Em xem những hộp Nam Phi, tiền đá đó ra mắt một rất là đẹp, đẹp như hộp sòn đó. Rồi chốt đơn luôn em 7.900.000. 7.900.000. Ni số 10, số 11 mấy chị ơi, còn một chiếc duy nhất. Trời ơi lên tay nó đẹp nè, nó còn đẹp hơn hộp sòn lắm chị ơi. 7.900.000 em sale cho 1,2 triệu. 775 hết rồi, còn 7.900.000 thôi. Đẹp một cái muốn xỉu, muốn mua xong xi trắng nhẫn được luôn nha. Đó. Ni số 10, số 11 nha. Rồi Ngọc Trần giùm em 7.900.000. Giật Nguyễn cho nó chuyển cọc đi cưng. Rồi em còn chiếc chung. Rồi chiếc chung là ni số 11, 12. Rồi chiếc chung giùm em là ni số 12 nha. Nè đó. 7.900.000 em để sao cho tình yêu Tiết Nguyễn, Tiết Mai nha, tại em sợ cái ni không vừa. Nghe con. Rồi chiếc này mà em đi 12. À chị gọi ha, cảm ơn. 6.500.000. 6.500.000 xem cho 1,2 triệu. À, cái áo dinh mặt chốt 500k luôn đi. Em còn 5 cái bán lỗ 150 ngàn cái. Màu vàng cái nó huy hoàng. À, áo mới trên lầu á con. 6.500.000 xem 1,2 triệu. Là gì ạ? Nó này giống hả nè? Nó đổi khác được chứ tự nhiên đang mua lấy tiền ngoài sao được. Đổi khác đi cưng. Lấy cùng bộ chị đó, đưa chị cùng bộ rồi đó. Nhưng mà cũng đâu cần thiết chị nó phải bộ đâu, nó đẹp được rồi. Thì giờ có bộ rồi đó, có chị nhắn bộ rồi đó. Không giờ thì làm đi. Dễ ẹt ra. Rồi trả tiền đi cơ, xong. Rồi 6.500.000 tình yêu Yến Nhi. Rồi 65. Cái đọc chịu nổi. Chiếc cái đọc. Rồi đi 12, 13. Đi 12, 13 chiếc nhỏ xe cho 1,2 triệu. Lên vòng tay ha. Bữa nay em xe chiếc Việt Sáp này 1,150 triệu. Rồi chốt đơn em 5.330.000. 5,350. Dạ xuống hai xong em chuyển cho chị Nguyễn Thị Bích Phương ơi. Ủa cái chị Bích Phương là gì trời, không chuyển rồi gì mà hôm nay bán thêm hay gì cái. 533 xuống hai xong em chuyển nha. 1,2 triệu mấy chị ơi, 1,2 triệu. Rồi màu vàng em cũng còn 3 cỡ, 1 cỡ, 2 cỡ. Màu vàng em còn 2 cỡ, 1 cỡ lớn với lại 1 chiếc lớn với 2 chiếc cỡ chung. 5,330 giùm em, ừ từ từ em ơi. Ni nhẫn nạc như màu trắng thì làm chỉnh sửa đi được nha mấy chị. Màu trắng thì chỉnh sửa đi được. 6.000. Ồ chú em chỉ hay chị yêu Trang Quyền ơi. 7.200.000. Xe 1,2 triệu gam. Ờ đẹp nè mấy chị gái. Màu vàng. Ôi ơi nó đẹp lắm. Một chiếc cuối cùng 7.200.000. Ni em đang đeo là ni số 10, số 11, 12. Chỉnh ni vô tư. Đó. Mà cái màu vàng này ở ngoài đẹp hơn trên đây vậy đó. Để xa xa cho mấy chị coi nè. Nó sang cực kỳ, nó như là sòn đó mấy chị. À, cái đá Nam Phi này là em nói là cái đường giá cắt của nó là cực kỳ chuẩn 100% đẹp. 100% luôn. 7.200.000 sale giá 1,2 triệu. Dạ để vô trong được. Tại công ty nó không cho nhét tiền vô. Chứ để được em để rồi. 7.200.000. Nhắn vô hồi mà Hồng nói là đi 12, 13 chế Nguyễn Tiền. 5,330.
Màu trắng làm ni vô tư, chỉ có màu hồng là không làm ni được. 5.900.000. Mở tủ lấy đi con. À, mở tủ lấy đi con. Rồi 5.900.000 em còn 2 chiếc. 533 chốt chiếc màu hồng nãy cho 5 triệu em miễn tiền đi con. 7.200.000 là chiếc màu hồng bự. À, 5.900.000 giùm em là chiếc này màu trắng. À, viền màu trắng mấy chị sửa cái nào chỉnh cái nào cũng được hết. Hộp vàng mà vàng màu trắng là em chỉnh đi vô tư. Chỉ có vàng hồng là em hơi khó chỉnh, tại nhiều khi có nhiều cái đụng vô nó gãy. 5.900.000 nha. Giờ nó có hộp vàng, hộp trắng không có nè. Sang cái ghê chị mấy chị, 1.150. 23.850. 23.850.000, 1.15. Thôi giờ này mấy chị ế quá, đừng ngủ rồi. 7.2 hộp vàng chốt tiên mai, chị Mai Tiên đi con. Đó rồi, Mai Tiên chốt đơn, chị Mai Tiên. Chiếc bự á, chiếc 59 chưa có. 23.850.000. Dòng ban nào ta? Sao chị, à, cái dòng ban này hả? Hả? Nè, xe 115. 23.850.000 Yến Nhi. Lắc tay 5660 lã này, 16.800 lã này. Còn 5.900.000 thôi mấy chị ơi. 23.850. 115. Ok Yến Nhi. 2385. Dạ. Rồi bây Vinh hết còn 7.200.000. Dòng ban này đẹp, bô đen lắm nha mấy chị. Này khách tự mít. Trời đẹp xuất sắc luôn, bô đen cực kỳ luôn, đeo Mỹ, đeo Nga, đeo đâu cũng đẹp. 1.150.000 dòng ban vàng hồng luôn. Cham hồng thân trên màu trắng. 37.400. Đi tay 50, 51, 52 mấy chị ơi. 374 sale 1.150.000. 37.400. Dạ, cảm ơn chị Phương. Dạ, em cưng chị cưng em. Dạ, 37.400.000 giùm em sale 1.150 nha. Rồi nhẫn này em sale cho 1.200.000 y chang nhẫn sòn 3 tỷ em nè. Bữa nay em về được 3 chiếc. À, rồi chốt giùm em 1.200.000 một gam. Rồi bé Vinh về được 3 chiếc bữa nay. Rồi chốt đơn giùm em là 8.075.000. 8.075. Không nói được em ơi, có cắt được à, lắc này nó không được, nói nó bị hư cho hộp. Lắc này đi tay 54 cho lại, chứ thêm tăng đưa toàn ten thôi, nó mắc nó không được chị Mỹ Heo ơi. 8.075.000, trời lên tay đẹp lắm em nói. Ồ, nó nhức nách luôn em á. Ngay đi 22 không được, chế đi 15 trở lại. Mua chính hình đi bớt cho 50.000 nha em bạn yêu ơi. 8075 sale cho 1.200.000 thôi xuống. Cái này thường ế lắm, em lên buổi tối nha. Chịu không? Em tắt đi tối em lên, còn không thấy thì tối em bơm luôn. Rồi thấm đài 8075. Rồi ok tình yêu thấm đài 3 chiếc Mai Thảo 8075 này con vô đưa con ba chị kìa. Như Nguyễn rồi cũng hết luôn. Đã vậy ta? Cũng im mà. Rồi à, xã 65. 65. Rồi cái này có 2 chiếc giống như chiếc nãy nè. Máy này không phải là lá luxury mà đá của nó là 8075 còn đen chiếc. Còn một chiếc nữa nghe, 8075 một chiếc nữa. À, ngày lễ bán đi hả? Bán nó mà tệ. Rồi. Nhẫn này em có 2 chiếc. Tối bơm hoài luôn hả? Rồi mấy chị biết em chân. Gành dữ rồi. Mấy bạn gành tôi dữ rồi. Dòng bi này em còn một chiếc nè, em xả bơm cho mấy chị luôn giá 1.350. Rồi chốt đơn em 7.150.000. Ni tay 4850 5254. Coi trong inbox tình yêu Tâm Mi Lê phải không? Rồi ok chị gái. 715. Còn chiếc xả lỗ luôn. Rồi Nguyễn Hồng Tinh. 715. Rồi bây Vinh hết. Rồi nhẫn này em có 5 chiếc. Cái năm kia trên cái dân đá nó cực kỳ đẹp mấy chị.
Nè em xe cho mấy chị luôn giá 1.200.000. 715 bé Vinh hết rồi, mẫu độc luôn. Chốt đơn giúp em là 7.900.000. Em có 4 em thôi. Cao thủ bằng tranh thủ nha. Nhận không đẹp nè mấy chị, cái số đá của nó cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp. À. 7.900.000 nhà em có 4 bé. Dòng đinh màu hồng hôm nay em về được 5 cái. À, 715 hết rồi. Sale cho 1.200.000. 7.900.000. Giờ dễ mua mà, comment đọc tên là mua được ai, đâu có gì đâu có mua. Có mua hình thì mới có mua. Rồi dây này hôm nay em xả luôn 1.350.000 nè. Rồi chốt đơn em 7.650.000. Em có 3 cộng thôi, này nó đẹp nè mấy chị. Rồi ơi, cái này ta bán 11.500.000 đó mấy chị này gái. À, em có 3, 7.650.000. Lên cổ cực kỳ model luôn nè mấy chị ơi, trắng tươi. Nước si kim cương. 7.900.000 tình yêu Nguyễn Hằng. 4 chiếc. Rồi chốt dây chuyền 7.650.000. Kim Châu Sa Lê, Lan Lusubu, Nguyễn Quang Hồng. Hết. Dòng bi hết. Rồi con vô nhẫn trước chưa? Nè nhẫn tình yêu Như Nguyễn nè con. Rồi nhẫn còn 2 nha. Nhẫn bé còn 2 nè, vô nhẫn luôn đi con, còn 2. Rồi 7.650.000 hết rồi. Lắc di nịch còn đó bạn ơi. Xe 1.350.000, 1.300.000 anh game cho bạn. 7.650.000 một người. Rồi Kim Châu Sa Lê một người. Hoa Hồng một người. Lan Lusubu một người. Lắc tay đang đeo 5.660.000. Rồi tôi hết 7.650.000. Không còn. Rồi bông giọt này em có 3 đôi. Rồi ôi nó đẹp nè mấy chị gái. Đẹp nứt dách luôn. Rồi bông giọt ở Vinh có 3 đôi luôn em. Bông giọt đơn giản dễ thương. Xe chân 1.300.000. Chốt giúp em là 5.500.000. Dây gắn hồng này có giảm 1.350.000 là em giảm đó chị nè. Còn sợi nè. Trời ơi bao giá cho chị ơi. Chị mua này ha, giá 1.550.000 50 đó. 40.500.000 chứ ơi. Rồi bông giọt 5.550.000 có 2 đôi à. Giọt 5.550.000. Đơn giản dễ thương. Nhắn sầu hay năm sinh không có. Chú ơi chế trang dây màu hồng em mua mà em đi. Ế một cộng 6 cộng mấy cộng. Cộng đó ế bền vững luôn đó. Cộng đế bền vững luôn. Rồi 55 cho tình yêu Trang Nguyễn. Em ế bền vững luôn. Dòng bi này ni tay 50, 51, 52, 53, 54 đeo được. 1.650.000. Em sell cho 1.200.000. 7.650.000 với LG tình yêu vô chị Lan cho con. 7.650.000. Trời ơi giờ dòng này mua 1.200.000 rẻ muốn chết luôn đó mấy chị. Gần 40.000.000 về sell 26.500.000. 40 xem 2.650.000. Rồi lắc tay xả bơm cho 1.300.000. Rồi vòng tay 26.500.000. Ni tay 52, 53, 54. Nè đẹp nè. Lấy đó cho em đi hả. Rồi chúc tình yêu Tâm Như. Cảm ơn gái. Cảm ơn em. Lỡ nào. Ủa Liễu Nguyễn mấy này rồi em lấy không kịp rồi. Liễu Nguyễn trước rồi Tâm Như ơi. Tưởng lấy cái gì gắn. Cha ý này. Gái kia trước rồi. 26 năm Liễu Nguyễn nè. Rồi Liễu Nguyễn chuyển liền. Không chuyển liền rồi chốt cho người sau nha. Xin lỗi em Liễu Nguyễn trước em mời gái ơi. 26 năm. Rồi Liễu Nguyễn chuyển liền. Em đứng bên em tội nghiệp em nha. 11.400.000. 11.400.000 có 2 bé. Đem đen lắm mấy chị nè. Đá đen luôn nghe mấy chị. Sell cho 1.300.000 đồ danh lít đó. Đồ đá. Mà chốt có 1.300.000 ăn gam mà. 26 năm chốt Liễu Nguyễn rồi. Chuyển khoản liền hay gái yêu. 11.400.000. Mua đen cực kỳ luôn. Có tổng tên tăng đưa. Rồi Ngọc Anh Trần. 2 bé 3 bé. Fan đinh đó, fan đinh có.
Rồi khoen đinh có 3 đôi. Bữa nay em xả luôn cho 1.3 triệu. 11.4 Ngọc Anh Trần. Rồi chốt đơn luôn cho mấy chị nó 5.7 triệu. Rồi Kiều Tiên. Vậy gắn sale luôn cho 1.3 triệu đó chế, bán lỗ luôn đó. Mua không? Gắn 1.3 triệu. Rồi gắn em sale cho 1.3 triệu, 30g 16. Em lỗ thật sự luôn. 39.200. 39.2. Đây bông đinh nè chị, bông cạc tia 5.700.000, em có 3 đôi. Xem 1.3 triệu. Khen đinh vàng hồng, cái giống gì có vàng hồng luôn đó em. 39.2 đó Châu ơi. Em lỗ, còn nhìn mặt em nó sẹo biết em lỗ rồi đó. Mua xong si trắng, tốn 2 tốn 300 cành. 5.720.000 này cái đít bông nè. Như đồ hãng luôn, đẹp luôn. Năm 7-20. Rồi em có dây ổ khóa này, em có 3 sợi. Ờ nó màu đen cực kỳ nha mấy chị. Ổ khóa với Vinh có 3 dây. Nay dẹn lên trên đọc dừa hót liếu lo nè, mà bán giá cho mấy chị còn rẻ hơn. Lúc trước vàng kia bán 1499, bữa nay bán 1.45. Xả 24 phải không? Ok xả 350 em chốt nè. Chốt giùm em 5.075.000. 5075 có 2 sợi. 5075. Rồi bông sắn ốc, hộp bia ghé xeo chân 1.1 triệu. Rồi dây chuyền ổ khóa cạc tia có 2 cổng mà, không có nhiều đâu, mua nhiều không có đâu. Phượng Kim Diễn Nhi nè con. À, rồi dây hình con cá ha, cá mập hay cá sấu. Chứ không có, em không biết nó nằm cá nằm đâu. Ồ hơi đau hai nách hơi nha. Giờ giờ đau hai nách rồi đó. Rồi em chốt đôi bông tay 5.900.000. 3.48 còn đó bạn yêu ơi. 5075 tôi vô lộn 575 là nó nghe con. Rồi chốt đơn nhà em có ông đâu duy nhất con 765 cái dây hoa bốn cánh heo vì vô cô 765 nha tình yêu Nguyễn Hoa Hồng con. 3.48 bằng kia xả là đâu nhớ. Bông đinh chốt cho Trần Diễm Thi, cảm ơn Trần Diễm Thi dễ thương của chị. 5.900.000 xe cho 1.1 triệu nè. 575 nè con ơi. Ôi hơi 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 đào hai nách hơi nha mấy chị, đào hai nách hơi rồi đó. Không có cho giới thiệu rồi ở lộn, không cho cầm hai nách, cầm hai nách ngoài nè. Rồi bông khoen rồi chốt 5.700.000 gái, cảm ơn gái yêu. 3.480 con nhớ mã gì không? Tôi quên rồi. Con nhớ không? Ai biết không, quên rồi. Giá like full hộp giữa inbox mà ở đang coi, đợi xíu đi gái yêu. Khoen nhỏ sẵn chốt phải không? Giờ có đôi VietShop này mới về đẹp quá trời luôn. À, em chốt cho 1.350. Đôi eo gì? Ê con đôi eo gì 4 cánh đó con. Bông 4 cánh đích tẩy đó. Rồi vô tình yêu Tân Khoan đi, 3.48. Em mới rớt mạng hỏi cái mặt dây chuyền con cá hả? Không có con cá rồi chị. Chốt giùm em 6.750. Vì sáp cực kỳ modern ở phía sau nè. Đeo hai kiểu, phía sau thọt phía trước là gan gì, phía trước thọt cái phía sau là sao gì. Muốn đeo kiểu nào đeo, modern cực kỳ, best seller nhà Vinh có, mình nhà Vinh có. Em lên luôn đồ mới mà giá bằng đồ lướt của nó mấy chị. Nè model cực 6.750. Dạ cũng khỏe khỏe, cũng gụng gụng yếu yếu. Gụng gụng yếu này mấy chị yêu 6.75. Lắc nhỏ đang đeo 5.600.000. Khoen đinh còn 5.700.000 đó chị Su Su ơi, trong tủ còn. Gắn khoảng 20g không có. Gắn 20g rồi đợt sau đó về có nhẹ nghe chế. 6.750. Bông modern lắm. Rồi em có dây mì, em sale cho giá 1.200.000.
Hôm nay này qua đi. Ờ, thay cho cô đi. 3-4-8 là bông 4 cánh đó con. 120 nè. 5-7 su su là bông đinh giống như Trần Diễm Thi đó con. Cái đó trong tủ còn, bán lỗ bán hết luôn đi con ơi. Bán lỗ bán lẹ lắm. Bông tai 6-7-50. Dạ, cảm ơn Như Nguyệt nha. 5-6 là có màu trắng anh, cảm ơn. Mà tại em không like á thì em không có bill. Xong cái không ra tiệm, cái tiệm ê. Ê. Rồi nhẫn này còn 2 chiếc xả luôn cho mấy chị luôn. Em xả 1.150.000 một gam. Ủa dẻ nấu gửi cho ông về cho con. Thôi tí đi nhậu thôi nha. 8.500.000 có 2 cục đó, gửi cục nặng cho em đi. 8.500.000 sale giá 1.200.000. 8.500.000 sale cho 1.200.000. Ở sale cho 1.150.000. 1.150.000. 6-7 năm cô Yến Nhi mua rồi kìa, mày khổ mẹ quá vậy. Tao tao không chết mình mấy, tao ngứa cho mày, mày làm vậy. Mẹ niệm sức hại cho mẹ. Hai nó tao không chết luôn rồi mày, mày tính bơ hoài chạy. Nhà này có hơi đau hai đất hơi đó. 5.500.000 nè, Trang Nguyễn nè, Phương Thanh nè. Còn chiếc nãy tôi mới gặp ở đâu đó. Lời chúc ba đi, chúc tôi đi kiếm. Hơi đau hai nách, mấy chị giờ này dở hai nách lên hai đau hai. Đau hai cục nách cũng chết luôn vậy đó. Ờ, tình yêu Nga Lê nè, mua suốt ở đầu giật bưng 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 nè. Xuống lại em trả tiền thừa cho em, xin lỗi chị em làm chậm. Rồi, em lì lắm mấy chị la la em chứ em tính bơ à. Rồi, chốt em là 1.150.000 GB. Xuống lại xong rồi nhớ mẫu ơi. Xuống lấy xong mà đòi tiền giùm tao liền nghe không? Dạ. Yeah, rồi. Rồi chốt đơn em 6.500.000, 4-2. 6-7-5 ai mẹ? 6-7-5 Yến Nhi. Cái tao quýnh một cái răng lên chành cây hót liếu lo, tao đẩy gì tao mỏi tay lắm, ở đây giờ chỉ đẩy 3 lần mày. 6-7-5 có bầu trời màu xanh, cái bông màu trắng trắng á. Đắt tiếng thôi. 6.500.000. 1.150.000. Ờ mẹ ơi quên lắm chị ơi. Tiền ra ơi quên lắm, tiền vô không có quên à. Rồi 1.250.000 xả trong 1.150.000. 5 chiếc bơm một lần 3 chiếc bơm rất là ớt. Rồi chốt giùm em 7.100.000. Dạ. Đẩy rít nhít cái nách. Này chế 7.100.000 nhìn em. Trời nhắn sòn vậy là 100 mấy triệu. À, mua trên hình là được giảm 50. Con ơi nói với mấy chị trên lầu để mất công bạn mất dốt tôi hoài. Mua trên hình tem như được giảm 50. Em ơi là mua trên hình nha. Là vẫn còn ghe cao hơn trên lai 100 ở 50 đó. Nói luôn cho dễ đó. Rồi chúc đời em Trang Nguyễn. Tem như giảm xuống 50. Không cần biết, nói đây. Rồi 1.300.000. Rồi chốt đơn em 7.630.000. 7.100.000 có 3 chiếc cho chị Trang Nguyễn. Dây lớn tiền có dây rắn hồng nhỏ không? Để chút xíu xong cái em tập trung đại hội. Có dây gắn bự hơn con, trong mâm nãy có 2 cục dây gắn ở trong tủ của chị đó. 2 gắn bự đó. Đưa lên chị xả luôn cho 1.200.000, 250.000 cho mấy chị mua luôn đi con. Mấy coi gắn nó có nhiều lần chị đi. Gắn nó mâm ngoài mâm cô dê á lên. Rồi chốt đơn em 7.610.000, 7.620.000. Xả luôn cho 1.300.000. 7.620. Rồi em chốt lên sợ này mấy chị luôn, chiều dài 3.8 em xem cho 1.100.000. 7.630.000. 3.8 nha, cái này em nói được cho mấy chị luôn nha. Ở trong tủ sắt chỉ có mắt nói này luôn nha mấy đứa. Lẹ dẹ lép. Sale trong 1.100.000 nè. Chốt đại em mã 50.000 đi mấy chị. Tầm 50 năm mấy rồi, em đang đeo là 3.8, 4.8. Đeo dài quá nó cũng không đẹp mấy chị ơi à. Trời ơi 4.8 là đẹp rồi. Chốt giùm em 50.000.000. Lắc sẵn ha bạn yêu. 7.100.000. Đủ ni gái ơi, 7.100.000 đủ ni. 7.100.000 đủ ni.
Rồi dây vuông nè, 1450 mới chốt được nè, 4 tấc 2 nè. Em sale luôn cho anh 1.2 triệu. Dây gắn em đang đeo sale với 1.1 triệu mà. Duyên ạ, Mẫu ơi. Cái kia em gửi lên nữa em nhận này về nè Mẫu. Vàng á. Lắc, lắc trước đi. Rồi lắc phụng á. Lắc phụng tầm tắc 65, tắc 6 thôi. Có thằng đen tăng đưa thêm vài khoen, tại cái đó cũng không được. Gắn hồng 4 tắc 2 chế. 19 triệu 350. 19.350. Ờ nó đây này mấy chị 26 triệu đó. 19.350.000 sale giá 1.2 triệu. 19.350 sale giá 1.2 triệu. Rồi với Mỹ Thung huyền thoại. Chốt cho cô Yến Phương đi con. Thung huyền thoại sale cho 1.150. 1.150. Trời ơi, chùa lên 600, này like còn nổi nữa, lên 600 mừng nổi. Sắp xếp 6 mừng với chị ơi. 19.350. Rồi Yến Vương nè con, vô 11.600. Chiều dài 5 tấc. 11.600.000, chiều dài 5 tấc. Rồi, đẩy hình nó sao tình yêu Nguyễn Hoa Hồng đi con, ok. Rồi, chúc đời em cứ mua trên hình bất 50.000, trong tem nhiêu không cần biết. Ví dụ 1.500.000 là còn 450, giá lai nhiêu không biết nha mấy chị. Cho dễ nha. 11.600, xem 1.150. 116, 1.150. Gắn hồng, dạ em bán 1.300.000 là em bán rẻ nhất rồi đó chị. Không còn cái nào rẻ hơn được nữa. Rồi em có lắc này dùm em. Rồi em chốt trò đẹp quá mấy chị ơi. 1.5, 1.55, 1.6 mới chút được, em xem 1.250. Ni tay cắt ni chỉnh nỉ gây, cái này ni tay từ ni 50 trở lên em nha. Dạ chị Như Nguyệt. Ok xuống thăm Vinh đêm, cảm ơn tình yêu xinh đẹp ơi. Ồ cái dây này đẹp quá mấy chế ơi. Bé solo luôn, em có ba hồng ba trắng, con mình cả Vinh có. Con mình cả Vinh có luôn nha. Em chốt cho giá sale 1.399 đi, trên dây chuyền sòn luôn 1.399. Quá trời đẹp cho đi luôn, ô gà cạc chia luôn nè. Trên 25 triệu bây giờ sale có 16.100. 1.2 triệu à con. Đó, trời ơi. 16.100.000 rồi ơi. Đẹp nè, 1.250 bà con ơi. Chúc mừng chị Tâm Bi Lê, đẹp lắm, đẹp lắm, đẹp lắm á. Mấy chị mua dễ thương, mấy chị nhiều khi mấy chị đừng có like nhân viên quá, cái nó bị quản, nó sợ á. Lắc tay Vinh đang đeo bên đây là 16.8, bên đây 5.6 triệu. Rồi 16.100 tình yêu Tâm Bi Lê. Để tiền Nguyễn sao nghe, tại con đi tay của chị Tâm Bi Lê đi mấy chị ơi. 50 trở lên mới đeo được nha, cái đó cắt không được nha. Cắt không được. Chị có ra đi được thôi, gì thêm tăng đưa tầng tan. Trời nó sáng chân mấy chị ơi. Lắc bi nè, chiều dài ni tay 50 trở lại là đeo vô mánh. 1.550 mới chốt được. Coi chị Tâm Bi Lê đi mấy em ơi. Để chốt xong nó đi không vừa tiêu à. Rồi bây giờ chốt đơn 54 triệu dùm em. Mấy chị mua thị trường cái lắc này hôm nay mấy chị con 73 triệu. 73 triệu. Em sale cho 54 triệu. 54. Con coi chứ Tâm Bi Lê đi mấy con ơi. Đến nó 15 năm đó. 15 năm không vừa. 15 năm không vừa nha. Chốt chị Nguyễn Tiền nha. Tại cái đó cắt đi không có được chứ có ai đi được thôi à. Rồi chốt Nguyễn Tiền. 54 xeo nha, 1.2 triệu đi tay. Chiều dài tắt 55 trở lại dùm em nha. Con xã cô Tâm Bi Lê đi. Tắt 55 không vừa bạn ơi. Cái đó cắt không được. 54 triệu xeo giá 1.2 triệu. Dầm mo đi Vinh hả? Dạ ok chị. Rồi dây này em có 5 sợi nè. Rút bữa nay em xả cho mấy chị luôn. Ai kêu cái này nhỏ xíu đi, có 48-50 là không được. Rồi cho em muốn đeo được 2 kiểu đeo nghe nè, nhìn nè. Hai dáng kiểu luôn.
Đó, dêm đang đeo hả chị? Tầm 50 triệu, còn chút 1450. Nè 54 nè, Đặng Thu Thảo bữa nay lấy này đi nha, đừng đối ý nha, cưng đẹp lắm nha cưng ơi. Tại cái đi tay nhỏ đó, chứ đi tay bự bự là chị bán 850 rồi. Rồi chốt giùm em 3 triệu 3. 3 triệu 3 5 sợi. Đeo được hai kiểu, một á chị sẽ đeo kiểu thì như thế này. Hai đeo gì? Ba chị buồn buồn gỡ cái châu châu này ra đeo được 3 kiểu. Ờ cặp đi cưng 5 triệu. 3 triệu 3 5 sợi, quanh chu chi phố phải. À, Quỳnh Hoa Đăng Phúc Quen Quán chủ có pho nha, no no fine, trời tiếng Anh dữ thằng. Khỏi ăn khỏi ngủ luôn á chứ. Để em coi chắc có đang nhiều chồng kiếm thêm xạo xạo chứ đi mua có về như tôi sắc nhiều lắm. 3 triệu 3. À, Phúc Nguyên Đăng Minh Viên Lê, nó có 4 cộng chứ 10 cộng cũng có nữa đó. Rồi chốt 33 Hưng Dân Hải Ly. Trời ơi bán không lời bán lẹo ha. Rồi ok gái 3 triệu 3. Rồi tình yêu Minh Hiếu Ngọc Quỳnh và Thái Trinh. Rồi ok. Rồi dây này em về được 3 sợi nè. Phương Thanh Nguyễn 145 bữa nay. Đây em có 3 dây. Đây đơn giản dễ thương là mem cực kỳ đẹp. Đó 11 gì mem. Nè mấy chị sẽ được 2 kiểu. Rồi em có 3 sợi thôi. Cao thủ bằng tranh thủ giùm em nha. Nhung Lê Trúc Thanh nè. Rồi bây Vinh hết. Vô trong các inbox cho xin 2 triệu đi. Còn nhiều em tu hộ đứa đơn hàng mình trên 20 triệu thì chuyển thêm, còn không trên 20 thì khỏi cần chuyển thêm, ok là đi hàng. Rồi chốt đơn em 3250. 325 có 3 sợi. 3.250.000. Đó. Muốn đeo dễ thương gì thì đeo. Còn muốn đeo có là cá lòng tông lia thia thì đeo nha. Nè tao ngồi bánh mì cái tao uống ly nước cái tao bị no quá nó chào chào lên ngoài ta. 3250. Rồi Tâm Nguyễn. Dạ em đang đeo là màu trắng á chế. Chế hốt em luôn đi chế. Chế hốt cuộc đời em luôn đi. Màu trắng. Rồi Kim Cương Lý. Dạ trên 20 triệu thì mới, lần đầu tiên mới chị cứ chuyển cọc 2 triệu 3 triệu thôi. Nếu có chuyển khoản thêm vẫn chuyển số tài khoản ban đầu 24-27 à, thì chuyển sao miễn thu hộ với 20 triệu là được. Rồi cái tình yêu nào đây Minh Nhi nè. Và Minh Nhi nào không lấy chân kia lấy không ngay ơi. Rồi chìa khóa có 1 cộng 1 nè. Chìa khóa có 1 cộng 1 xả luôn cho 1.399.000 cộng 1. Bán vốn luôn. Bán lại một cắt nha. 3.890. Nè bán mấy cộng cho gọi để gói em ơi. Dài nhất là 4.5. Rồi 3.233 hết rồi. 3.890. Rồi nhẫn này em sale cho chị nào. Em xem 1 triệu 1 gam nha. Ni tay số 12 12, 13 nè. Đó, chìa khóa chốt cho Đại Lâm Mộc nè. Rồi, để kiếm nước hồng lên cho. Để xả bạn yêu 389 nè. Đó, rồi hết rồi. Xả 161 nè. Xả 161. Rồi, chốt giùm em 389. Cái này làm sale cho 1 triệu nè. 9.170.000. 9170. 917 rồi. 9170, xe 1 triệu ni số 12 13. Ni số 12 13. À, ni số 12 13 rồi có chiếc nhẫn này em sale cho 11 luôn. Sale cho 11, 9.170.000. Rồi em đi ngân hàng cái nữa nha. Rồi bye bye mấy chị. Hôn tiếc được rồi. Like nhiều quá kỳ lắm. Rồi bye bye mấy chị nha. Mai gặp nhau. Đi ngân hàng cái mấy chị ơi. Trễ giờ nhỏ đó nó la mà. Bye bye mấy chị. Mai gặp nhau nha. Bye bye.